Hôm nay bắt đầu mình vô cái áo cổ tiêm dựng của mình nha. Vô cái áo cổ tiêm dựng của mình. Bây giờ chị hướng dẫn ủi. Bây giờ chị hướng dẫn ủi cao. Cái này chị đã ủi rồi nhưng chị hướng dẫn cái miếng mình chưa ủi nha. Để cho mấy em dễ hình dung nhất ha. Đây, đầu tiên mình quay bề trái của thân áo lên. Nếu như mà mấy đứa cưng để đúng chiều luôn thì ủi nó rất là dễ. Đúng chiều tức là đường thẳng nè. Để chị chải đúng chiều luôn nha. Tại vì vải này của mình nó rất là mềm. Đây, cái đường đây là đường thẳng nè. Hồi lúc đó mình cắt đường thẳng là mấy đứa cưng nhớ là canh đường này nó thành đường thẳng. Từ cái nút trên tới cái nút dưới nè ha. Nó thẳng nè, còn khúc dưới thì nó ngã vô một phân. Là mình để ra đúng chiều lúc ban đầu. Rồi mình sửa canh chỉ, canh sợi cho nó ngay nha. Mình sửa đừng có cho nó ẹo tới ẹo luôn cho nó ngay. Rồi mình mới đặt heo lên mình ủi. Bây giờ trước khi đặt heo lên ủi thì sẽ lấy dấu phấn phấn đường phấn khuy của mình nè. Bữa hôm mình nó dấu khuy nè, bây giờ mình lấy dấu nhẹ ra ngoài đi. Để thôi phấn bay mình ủi nó bay hết. Rồi. Tiếp theo mình sẽ lấy keo mình ủi lên ha. Keo thì ở đây nó có hai lớp, một lớp ủi vô nẹp, một lớp ủi vô thân áo. Ủi cho thân áo thì mấy đứa cưng nhớ là gọt nó nhỏ lại chút xíu nè. Chị đo cho xem ha. Đây nè, chị cắt nó nhỏ hơn nè. Thấy không? Nhìn thấy không Phúc? Dạ thấy chị. Đó ha. Cái miếng nhỏ thì mình ủi lên thân áo nha. Cái miếng lớn thì mình ủi lên nẹp. Mình ủi lên thân áo để cho phần nửa đó đừng có lòi keo ra đó. Mình may xong nó phủ miếng keo mình nó đẹp, nó không có lòi miếng keo mình ra. Rồi mình chỉnh sửa cho nó ngay ha. Cái công đoạn ủi keo á nó dễ, nhưng mà nó không dễ. Mình thấy nó dễ nhưng mà nếu mình ủi nó lệch là chừng nữa mình mang cái áo nó lệch luôn, nó theo keo hết, nó sẽ xấu cái áo mình ha. Rồi mình để ngay rồi nè, bằng ủi mình đừng có ủi đẩy lùa đi, mình chỉ cho nó dính một chỗ nè, dính từng chỗ nè, mình cho nó dính từng chỗ rồi mình hãy ủi cho nó dính chắc luôn chứ đừng có ủi lùa 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 nó sẽ méo đó. Rồi giờ mình lùa được rồi nè, dính từng chỗ rồi mình sẽ lùa được rồi. Chị hướng dẫn ủi cho chính xác luôn để mấy đứa cưng biết đường làm ha. Đây mình ủi cho nó dính chắc theo nha. Rồi xong mình ủi dính chắc rồi. Bây giờ tiếp tục nữa. Mình không có xê dịch nha. Mình không có dịch tới dịch lui. Bây giờ mình đặt miếng keo tiếp tục lên. Miếng keo này là đang vậy là cái bề láng nó quay lên nè. Thân áo là bề trái nha. Thân áo là bề trái quay lên. Rồi bây giờ cái bề keo là bề láng nè. Thì bên đây mình in cái bề láng xuống. Hai bề láng mình ướp với nhau. Y với nhau luôn, y đường ngoài cắt nha, tại trong đây thì nó so le rồi, trong đây mình cắt lớn hơn mà. Rồi mình đặt y luôn, đặt y như nhau. Rồi xong mình sẽ lấy cái nẹp mình đặt lên, mình úp lên cái nẹp, mình úp bề trái xuống. Đây hiện tại cái nẹp là đang là bề trái. Cái chị ủi này ra rồi, giờ mình đặt cái nẹp nè, đặt bề trái úp xuống để cho nó dính vô keo. Mình chỉnh cái nẹp để cho nó giống y như thân áo của mình nha, tại lúc đó mình cắt như thân áo đó, không có làm khác được. Giống y luôn. Rồi cũng đặt đặt lên, đặt bằng ủi lên từng đoạn. Ủi keo nó dễ nhưng mà mấy đứa cưng phải chú ý ủi kỹ, ủi kỹ thì mai nó mới đẹp được. Nếu như không kỹ là chừng nữa hai cái cổ, hai cái phía này nè, hai cái này nè, hai cái này nó không khớp với nhau ha, là chừng nữa mai rồi cái áo nó xấu. Ở đây mình chọn keo lụa nè nha. Chị em mà lỡ mua không có keo lụa kẹt thì mình mang keo giấy cũng được. Nếu như chị em mình kỹ thì hé nó ra, ủi bề trái cho nó dính chắc ha. Còn mình thì mình ủi cái bằng ủi mình thì mình biết nhiệt độ mình tăng lên rồi, mình biết ủi như nó đã dính rồi. Ủi cho chắc thì mai nó đẹp nha. Rồi xong tiếp tục. Tiếp tục thì mình sẽ đặt cái nẹp tiếp theo lên. Mặt với mặt úp lại. Thì cứ bề mặt thì cứ lấy dưới bề mặt, bề trái cứ dưới bề trái làm tới luôn. Bây giờ mặt với mặt úp lại nè. Đây mày mặc với mày mặc ấp lại xong cái mình đặt keo lên mình ủi. Chị đã ủi rồi nè ha. Rồi tiếp tục nữa thì mình đặt một lớp keo lên. Mình đặt một lớp keo lên rồi xong. Mình đặt lớp keo xong thì mình lại tiếp tục nữa, mình đặt cái thân áo mình úp xuống. Thì mình ủi nó có hai cặp y chang như thế này. Ha.
là nó y với nhau rồi ha, chị khỏi nói nữa ha. Rồi cái này mình đã ủi xong, mình để qua bên đi. Rồi bây giờ thân trước này, mình làm thân trước cho xong luôn. Cắt đầu ủi khuy, ủi khuy thì miếng giấy mình làm khuy hôm trước nè, miếng giấy mình cắt vuông để mình làm cái khuy nè. Bây giờ mình cắt miếng keo vuông luôn, mình xài keo giấy nha, cái này mình xài keo giấy. Mà tại vì ở đây chị sẵn chị xài keo lụa thôi, chị xài keo lụa luôn, xài keo giấy được rồi. Còn keo lụa thì mình xài hai lớp nha. Nếu giấy mỏng quá thì mình xài ba lớp, còn nếu giấy vừa vừa thì mình xài hai lớp chồng lên nhau. Rồi mình ủi lên keo lên vậy là xong. Rồi tổng cộng là bốn cái khuy thì chị đã ủi ba miếng rồi ha. Ừ. Còn một miếng mình ủi cho mình hướng dẫn thôi. Rồi xong tiếp tục cái thân trước rồi, bây giờ tiếp tục nữa là mình ủi cái phần dòng nách của thân trước luôn cho xong. Đây cũng tương tự như cái áo mới thì chị đã ủi xong một bên rồi nè. Nè, xong một bên rồi thì bây giờ cũng y như vậy luôn. Mình cũng đặt cái miếng keo lên. Mình đặt miếng keo lên đây. Miếng keo bè nhám quay lên. Bè nhám quay lên để cho nó dính vào trong cái nết ở trong cái nẹp của mình. Cái nẹp là nẹp sau. Đây, rồi mình úp cái nẹp xuống. Cưng gỡ ra cũng được, tại vì khi cưng ủi keo rồi là nó đã chính xác rồi. Cưng gỡ ra từng cặp keo cũng được nè. Nếu như cưng gỡ ra từng cặp keo thì kỹ chút xíu. Đây, gỡ ra từng cặp keo thì cưng sẽ quay cái nẹp bề mặt quay lên nè. Thì cái nẹp bề mặt mình úp xuống. Cứ hai bề mặt úp với nhau hoặc hai bề trái úp với nhau là được. Rồi xong mình chỉ có cái là mình đặt cái nẹp lên thôi. Đặt bề nhám úp xuống dải để mà mình ủi cho nó dính ha. Đúng ra đó là mình làm từ từ từng thân đi, thân nào mình ủi thân đó, nhưng mà chị thấy như vậy nó lu bu lắm, ngày nào cũng phải đi ủi keo chứ mất công lắm, ủi lượt một cho xong luôn. Rồi tiếp theo mình đặt thân áo mình lên coi nó có khớp hay chưa. Khớp rồi ha, khớp y vậy nè. Mình ủi riêng cũng được nè ha, không cần đặt chung cũng được. Bề mặt quay lên thì bề mặt thân áo úp xuống. Nói chung mình cứ lúc nào mình cũng làm cái cặp vòng tay, cặp vòng nách mình đối xứng là được. Mình sửa chữa cho nó ngay ha. Thế nào là ngay? Chứ sợ chữ dệt nó đang văng ngang nè, cưng thấy không? Nè nếu như vậy là không ngay nè, để chị kéo cho mấy cưng coi. Nè nếu như vậy là không ngay nè, cưng thấy nó dệt, nó ẻo nè. Nè nó ẻo nè, cưng phải kéo cho nó ngay lại. Tức là cái đường dệt ngang mình phải nhìn thấy nó ngang, cái đường chỉ xuôi phải thấy nó xuôi. Mình thấy cho nó chính xác cái canh sợi của nó rồi mình hả ủi nha. Để thôi cưng cái canh sợi mà nó đang nghiêng, cưng ủi lên có keo nó vẫn dính, nó vẫn thẳng, nhưng mà khi giặt nước hay nước nó xức keo ra là nó sẽ bị lệch form nha. Cho nên cái ủi keo nó quan trọng lắm, đừng có ủi ẩu. Mình ủi kỹ thì nó mặt nó tới cái áo cũ luôn, nó vẫn giữ đúng cái form đồ của mình. Còn nếu như mà ủi ẩu là mặc một lần đầu nó coi được, nhưng mà một lần thứ hai là nó xấu rồi. Rồi mình đã xong cái dòng nách ha. Tại vì mình ủi sẵn rồi, chừng nữa mình mai mình khỏi ủi lại. Rồi mình để qua bên. Rồi còn dòng nách thân sau nữa là xong. Thân sau cũng tương tự như lúc nãy, chị cũng ủi xong một bên rồi. Bây giờ có nhiệm vụ là mình ủi thêm một bên nữa cho nó nhanh, chứ để chị ủi từ đầu nó sẽ lâu ha. Cách nào cũng được, quan trọng là mấy đứa cưng làm nó đối xứng đúng với nhau là được. Đây bây giờ chị không thèm quay bề mặt lên thì chị quay bề trái lên. Nếu quay bề trái thì mình đặt keo với keo giáp lại. Hai bề mặt keo giáp lại, hai bề nhám quay ra ngoài. Rồi mình đặt thân áo mình lên. Để mình ủi cho chắc chắn nó giống nhau. Để riêng là nó sẽ khác nhau nha, cho nên mấy đứa cưng chú ý. Rồi xong, khi đó xong rồi thì tiếp tục mình sẽ để cái nẹp bề mặt úp xuống. Nói chung là mặt với mặt, trái với trái, chị cứ nói hoài đó. Rồi mình ủi cái nữa là xong. Rồi hôm nay là chị hướng dẫn mổ khuy nha. Đó, mổ khuy là chị em mình rất là thích luôn. Tại vì mổ khuy, những chị thích tinh tế là những chị may cái áo mổ khuy là cực kỳ đẹp luôn. Nó giá trị là ở chỗ cái khuy áo của mình ha. Mổ khuy là bắt đầu mình dần mình qua đầu vét rồi đó, bắt đầu là lần lần mình lấn sân qua đầu vét rồi đó.
mình hướng dẫn từ 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 lên mỗi một cái bộ đồ, thì nó có sẽ có một cái công đoạn khó. Thì từ cái công đoạn khó đó có thể nó liên quan tới đằng hoặc nó liên quan tới vét. Thành ra là mình cứ chịu khó ha, chịu khó quan sát ha, chịu khó theo dõi thì sẽ tích lũy được nhiều kinh nghiệm hơn. Rồi xong, bây giờ mình làm xong rồi ha, ủi xong rồi, giờ mình bắt đầu mình đi qua, mình may đây qua máy luôn. Hai chỉ cái ha, tại này mình đang mai chỉ màu khác. Chưa, là bên đây chỉ này chắc thiếu quá, thôi sẵn chị đánh số rồi. Chỉ này thiếu rồi. Nhiều đây mai chắc không đủ. Chừng thiếu cái đánh này đừng đánh mất công, mất thời gian, sợ mất thời gian của mấy bạn xem á. Rồi bây giờ hôm nay mình mổ túi, mổ túi thì mình chọn, y xin lỗi, mổ khuy thì mình chọn cái dải làm khuy với cái thân trước, cái nẹp nút ha. Bây giờ mình mổ khuy, hôm nay mình hướng dẫn mổ khuy thôi chứ không có thời gian để làm nhiều thứ. Thì mình sẽ chọn ra những cái nào mình cần xài, mình để bên mình xài, còn không có thì mình dẹp vô. Bây giờ là cái thân áo của mình, bên đây là bề mặt đây. Đây bên đây là bề mặt đây. Nếu là đồ nam thì bên đây mình sẽ kết nút, bên kia mình sẽ làm khuy. Nhưng đồ nữ nha, đồ nữ thì nam tả nữ hữu, mình cứ nói là nữ hữu, tức là bên tay phải mình làm khuy cho đồ nữ. Cho nên mình chọn phía bên tay phải mình làm khuy, bề mặt đang quay lên đây. Thì mình chọn cái thân làm khuy, mình lấy làm khuy, còn như mình cắt đi. Bây giờ trước tiên, trước khi mà mình định làm khuy thì mình sẽ kẻ đường khuy trước. Để chị lấy miếng bông nguyên cái mới được, có phải nó không có chuốt lại nữa. Chờ tí xíu xíu. Ha. Chú phấn cho nhuyễn nha. Mấy đứa em chú phấn cho nhuyễn nha chị. Lấy phấn mới hoặc là như phấn phấn cù nè. Phấn cù mấy em lấy lưỡi lam chuốt cho nó dẹp lại, cho nó dẹp, cho nó mỏng như thế này nè nha. Gạch cho nó gọn. Còn nếu như mà mình không có gạch phấn thì mình cũng lấy bút bút bay mới được, chứ cái này vẽ bút mực, bút bi mình không được ha. Rồi bây giờ mình sẽ kẻ cái khuy áo của mình. Cái khuy mình dự định làm nè. Chị sẽ cho nó dưới đường phấn chút nha, lúc nãy chị đánh dấu nó hơi lệch một xíu. Căng ngang được, mình đánh dấu ngang. Cái khuy mình đã có dấu rồi thì mình chỉ có lấy đúng dấu thôi. Đây, cái khuy này cách nhau 8 phân. Chị dời lại nha, tại vì cái này chị đánh dấu nó hơi bị sệ xuống dưới. Tại vì lúc nữa lát nữa cái áo mình còn lên like nữa, cho nên là cái độ khuy mình vậy là vừa rồi ha. Rồi bây giờ là trước mắt là mình chỉ kẻ được dấu khuy thôi. Rồi bắt đầu mình dời qua một bên đi, chút nữa mới làm tiếp. Đồ cơm lê ha, mình may giờ rất là đẹp luôn, may áo lẻ cho các mẹ mình may kiểu này rất là đẹp luôn. Đây rồi thêm một cái nữa lúc nãy chị quên nói. Bây giờ chị chờ chị chút xíu nha, chị lựa cái nẹp thân xước ra chị nói một cái luôn. Đây cái nẹp thân trước hôm đó là mình cắt nè, mình cắt bằng cái nẹp nè, mấy đứa cưng nhớ không nè, bằng cái nẹp nè, keo bằng cái nẹp mà bữa hôm mình đánh dấu mình quên thẻo nè, mình cắt lên, cắt cái nẹp lên luôn. Cái nẹp này bữa hôm tại mình cắt mình chừa cho đừng hao giải thôi, mà lỡ cắt dư mình cắt luôn đó. Rồi bây giờ mình cắt bỏ phần đó, mà không cắt cũng được, một hồi nữa mình cắt sau cũng được nữa nha. Mà tại vì chị sẵn đâu chị làm đó, chị có cái tật chị làm là chị không có chịu làm tùm lum, làm là phải gọn ghẽ chị mới chịu.
Rồi bây giờ bắt đầu vô mình may. May những lần đầu tiên, cái đường phấn đầu tiên của mình. Đường kim đầu tiên ha. Đây đường kim đầu tiên là mình bắt từ trên cổ nè, mình mặc với mặt ấp lại nha. Cái nẹp nè, cái nẹp cổ mình sẽ bắt mặt với mặt ấp lại, mình may một đường dài này trước. Sắp cho ngay luôn, mình may đường may, may đường may đường hôm đó là mình chừa đường may một phân lần đó nha. Đây. May đường may mấy đứa cưng có ý ha. Phía dưới để thẳng, lớp này để thẳng, lớp nẹp này để thẳng, nhưng mà lớp nẹp mình hơi căng nhẹ chút xíu, căng nhẹ chút xíu nha, căng nhẹ cho cái đầu nè. Căng nhẹ từ đây đến đây nè, căng nhẹ chút xíu. Rồi, còn đoạn tiếp theo mình cứ để bình thường ha. Để bình thường mai ha. Bình thường, nhớ bình thường chứ lúc nào ở phía trên cũng căng một tí xíu xíu nha. Ôi cái nẹp này vẫn còn dư rồi, lúc nãy chị Tài còn dư luôn rồi. Giải nó ủi là nó lọt ra chút xíu rồi. Mình may bình thường luôn ha. Đây rồi sắp tới với lai, mình sẽ lấy dấu nè. Ủi rồi nó lọt một chút á. Mình lấy dấu cái lai nè ha. Cái lai mình bẻ lai lên, mình cuốn lên bề mặt. Mình bẻ lên bề mặt. Đây mình bỏ lên bề mặt. Cái lai mình may mấy phân thì mình bẻ lên mấy phân ha. Cái lai của chị là chị may lên tầm 2,5 phân ha. Thì bỏ lên 2,5 phân. Bỏ lai 2,5 phân rồi phủ cái nẹp này xuống. Là cương bẻ 2,5 phân, từ từ đây lên 2,5 phân. Đây lên 2,5 phân luôn nha. Xếp cho ngay. Xong bắt đầu mình phủ cái này mai xuống. Đây còn cái đoạn khúc dưới nè, nhớ nè. Cái đoạn cuối mình là căng cái dãy này hơi nhiều. Căng cái nẹp hơi nhiều chút nha. Đó. Rồi xong. Nè cưng thấy cong là tự động nó ốp vô rồi thấy không? Yeah. Tự động nó ốp vô. Nhưng mà cái này chị may hai đường nha. Chị em nào mà kiểu như nói là may hai đường rầm rà thì mấy chị thích may một đường thì cứ may một đường, nhưng mà em kinh nghiệm của em là phải may hai đường. Tại vì chị may một đường là nó sẽ mặc một thời gian nó sẽ dãnh ra, nó không đẹp nha. Đây cái đường tiếp theo thì may như thông thường là mình may mình hay cái lùa tới đó ha. Giữ lại giữ cái form đó lại, đừng có cho nó giãn. Mình nương tay nó cho cái đường chỉ thứ hai nó rút lại. Nương thôi chứ không phải là mình đẩy cho nó dúng nha. Hai đường mai này nó không có y với nhau cũng được, không sao, nó lệch một chút cũng được nha. Cái đường hai bề trái yêu cầu mình giữ cái form này đúng là đừng cho cong cong quẹo quẹo là được. Rồi mình sẵn đây mình nói chứ, nhưng mà mình không có mai, nhưng mà mình nói để lưu ý để chị em mình chắc chắn mai đúng nha. Đây khi mà mình mai từ ở trên cổ mình giáp xuống lai thì bây giờ bên này cũng y như vậy, mình lượt cho đúng chiều. Mình cũng đặt cái nẹp mình lượt y như vậy nha, đặng mình bắt mình mai cho nó giống nha. Yeah. Còn cái này thì chị không có mai làm chi cho nó mất thời gian, cái này chừng nữa chị làm sao. Nói chung hai bên mình mai đúng chiều, đừng có để cho nó hai bên nó có một phía là nó không được. Mai bên này xong rồi mai bên kia luôn. Chị nói về cưng nhắm là cưng nhắm là thí dụ như cưng tưởng tượng cưng làm được không? Cưng nhớ không? Cưng nhớ cái cách làm không? Chắc là làm được nhưng mà không biết mai khéo tại không. Chị không, chị sợ là chị sợ mặt trái lộn xộn thôi, nhưng mà cưng đâu ủi keo đúng rồi là cưng làm đúng rồi ha. Dạ. Cho nên an tâm ha, khi mình ủi keo đúng rồi thì cưng đâu có khi nào mà mình đâu có khi nào mà mình dạy gì mà mình đem bề trái mình mai ha. Dạ. Cho nên là chị nghĩ như vậy là mấy em hiểu rồi, cứ mai giống hai bên giống nhau như thế này vậy chị. Rồi xong mình sẽ dặn một đường trên mí, mình sẽ chải nó ra, mình dặn trên đây một đường, dặn bên cái nẹp một đường, mà dặn trên mí chỗ giao nhau nè, mình dặn trên nẹp một đường. Dặn là cũng để ý chị nha, nè chị căng nó ra nhưng mà chị hơi lùa tới nha, để cho bảo đảm cái đường mai mình nó không bị giãn. Chứ cái này mấy em mai không quen là mấy em mai sẽ mai nó bị giãn bị nhảnh ra hết. Dặn đường mí hoặc là 1 ly 2 ly cũng được, không bắt buộc nha. Lỡ mình dặn 2 ly cũng được, 2 ly thì 2 ly hết. Rồi xong dư này là cũng cắt bỏ cho chị luôn. Cắt bỏ cái phần này luôn. Rồi xong. Xong cái nẹp ha, bên kia mình may cái nẹp y như bên này. Đây cái nẹp là chừng nữa mình bẻ vô đặng mình gài nút nè. Đó, chừng nữa mình bẻ vô đặng mình gài nút đó. Chứ mình không có may cái nẹp liền bẻ như cái áo sơ mi bình thường. Rồi đây nè, cái này mình lộn rồi nó kín nè, con thấy không? Yeah. Lộn nó kín, nó khéo, nó đẹp lắm, nó không có bị bẻ, nó không bị cộm cái lai.
Còn nếu như mà cưng không làm như vậy á, thì cưng cưng mai xuống rồi cưng lại bẻ lai lên, nó sẽ còm cái lai mình. Đây nó thêm cái lớp này nè là Dạ. nó còm lắm, cho nên cưng mai gì cưng bẻ là nó không còm. Còn nếu bình thường mà cưng mai giống như cưng, giả sử như mai như vậy cưng bẻ cái lai lên nó còm nha. Rồi bây giờ chị bắt đầu chị hướng dẫn mổ khuy đây. Cái này là công đoạn này nó mới là quan trọng nè. Rồi mình đã có mai đường nẹp rồi ha, bắt đầu mình mới mổ khuy. Bây giờ trước khi mình mổ khuy thì mình sẽ bỏ từ ở ngoài này vô cho chị, từ ở ngoài này vô cho chị một phân, từ cái đường mà mình lượt nè. Nếu như mình sắp như vậy nè, từ ngoài bìa này bỏ vô một phân ha. Là tại vì sao? Cái này chị đơm nút lớn nha, này chị đơm nút 2 phân nha, đơm nút 20 đó nè. Cái này là nó có cái đường ráp lên nè, giữa cái nẹp với cái thân áo nè, cưng bỏ vô một phân. Bỏ vô một phân. Đây nếu như mà mình quen ha thì mình căng một đường thẳng là cho nó ra, là cho nó ngay chưa ha. Chứ nếu mình đánh dấu ba xí ba tó là cái khuy nó xấu nha. Dạ. Rồi mình vô một phân hết, mình đánh dấu cái đầu này cho rõ ràng, rõ ràng ngay cái đầu này một phân nha. Tính từ phía bên ngoài để chị gấp lại cho mấy em xem. Cái này là mấy em xem chắc là hơi bị lạ lẫm, có mấy chị em mình mà có mai chuyên nghiệp rồi thì thấy nó dễ. Đây nè, từ ở ngoài vô một phân nè, từ cái đường phía ngoài nè ha, vô một phân đều hết nè, thấy không, thấy dấu em Dạ. tương tự như vậy. Cái này chị gạch hơi lơi một chút xíu, chị gạch chút xíu nè. Rồi cách thứ nhất ha, thì mấy đứa cưng sẽ đánh dấu tiếp theo lên đây, nhưng mà chị cho là đánh dấu thì nó rườm rà lắm, đừng đánh dấu trong đây nữa mà hãy đánh dấu ngoài giấy. Mình chỉ lấy dấu cái khuy thôi. Bây giờ nè, cái giấy hôm đó là mình cắt nè, mình cắt chiều xuôi giấy, mình có bấm cái góc nè, giống như mình tưởng tượng cái áo túi áo pyjama đó. Yeah. Thì bây giờ mình không làm chiều xuôi này mà mình hãy quay ngang lại cho nó khác với cái dải nền của mình ha. Đây là quay ngang lại, tức là cái túi mình quay ngang lại nó hình y cái, xin lỗi, cái khuy mình nó giống vậy. Bây giờ bắt đầu mình vẽ vẽ khuy nè. Vẽ khuy thì từ ở bên bên ngoài này cưng bỏ vô cho mình một, nói chung là một phân cũng được mà 1,5 đi cho nó lớn lớn cho dễ xài. 1,5. 1,5 hoặc là một phân. Mình cho cứng một phân thôi. Cái này nó có hai cách làm, để mình chỉ cách này rồi mình chỉ lên thêm cách nữa. Rồi ha, từ đường phấn này nè, qua bên đây cũng là 2 phân. Chiều dài của cái khuy mình, nút lớn thì mình sẽ may lớn, nút nhỏ thì mình may nhỏ nha. Từ đây qua đây mình may đơm nút 20 thì mình sẽ qua, xin lỗi, đơm nút 18 thì sẽ qua 20, đơm nút 20 sẽ qua 2,2. Ở đây chỉ qua 2,2 chứ đơm nút 20. Cưng từ đây qua đây 2,2. 2,2 cưng gạch một đường nữa. Rồi xong. Cưng chia cái miếng vải ra làm hai. Cưng chia cái miếng vải ra làm hai. Cái này cưng nhắm chừng cũng được nha, không có bắt buộc, chia ra làm hai là được rồi, tại vì miếng này là miếng vải này bề trái lát mình còn tề bỏ nữa. Rồi mình kẻ một đường thẳng. Đây, chia làm hai. Xong rồi, cái đầu này là cái đầu ngoài khuy nè. Cái đầu này thì nữa mình đưa ra đây nè. Rồi cái đầu này là đầu nhọn nha, chỉ cho từ đây qua đây, từ đây qua đây 2,2 thì từ đây qua đây một phân, từ đây qua đây một phân, tổng cộng là nó là 2 phân. Dễ chính xác nha, cưng dễ chính xác nữa cái khuy nó méo đây. Rồi ở đây từ ở đường phấn này nè, nói chung ra 1 mm đi qua đây 1 mm, tức là nó có cái độ hở 2 mm, từ đây qua đây là 2 mm. 2 mm thôi nha, 2 ly à. Rồi mình kẻ cái đường phấn. Mình vẽ cái hình tam giác chứ không có gì khó khăn hết. Cái đường phấn này mình đầu đậm lên chừng nữa mình làm tới đường đó thôi. Đó, là vẽ cái hình tam giác vậy, đặt mình nữa mổ khi hình tam giác. Vẽ như vậy thì chị em mình thích thích tiện lợi thì cứ vẽ như vậy. Rồi như vậy thì chị em mình sẽ dễ làm, nhưng mà có nhiều chị em thì sẽ khó ha, sẽ khó hiểu. Đây để chị sẽ làm một cái rập nha, để cho chị em mình dễ làm hơn nè. Cái cách này là dễ làm hơn nè. Chị có cái rập làm sẵn nhưng mà chị nói thì mấy em sẽ nhìn cái rập đó mấy em sẽ khó hiểu ha. Bây giờ chị sẽ lấy miếng giấy chị làm cái rập, cái miếng giấy cứng ha, hoặc là miếng keo cứng của mình được rồi, mình cũng kẻ y như cái đường này chứ không có khác gì hết. Để chị cắt ra là chị sẽ cắt cái rập cho mấy em xem. Đây bây giờ mình chiều ngang là 2 phân nè.
Chiều này là 2 phần. Chiều này là 2 phần. Nè, chiều này 2 phân là đang giờ nè, đây nè. Từ đây này nè cưng, đây 2 phân nè. Rồi chính giữa nó có một đường 1 phân ha, chị gạch y như vậy luôn rồi chị cắt nó đập ra. Nói chung chị vẽ cái hình y như cái hình đó đó. Hai phân. Rồi cái phía này, cái phía đầu. Cái phía đầu của cái khuyên thì nó bằng y như vậy luôn. Rồi đi qua đây 2 phân 2 nè. 2 phần 2 bỏ qua mỗi một bên 1 mm nè. Bỏ một bên 1 mm nè. Mình thích cái khuy mình nó mập hơn thì mình cứ vẽ mập hơn. Cũng như cái bảng này nó to lên đó thì mình cứ vẽ to lên ha. Còn mình thích nhỏ thì mình cứ vẽ nhỏ. Ở đây chị cho số trung bình nhìn cho cái áo mình mảnh mai. Nè cứ nhìn cho nó y chang à, nè thấy không? Mình vẽ đúng là nó đúng à. Rồi mình cắt. Cắt cái rập này ra. Cái rập là cắt có ý nha, cắt một nhát kéo nha, quyết định nha, để nó cong cong quẹo quẹo là nó không đẹp đó. Rồi xong. Xong cái rập rồi đó. Chính xác nha, cái rập phải chính xác nha. Còn như mà mình thích mang cái rập cái này nè, mập hơn thì mình cứ vẽ qua mỗi bên 1,5, 1,5 nó sẽ mập hơn. Rồi bây giờ thay vì là mình vẽ y như vậy, mình không vẽ như vậy nữa. Mình cũng đặt cái vị trí nó giống hệt như nhau này, hai cái đầu này nè, hai cái đầu mình nhấp nè. Nó đúng chiều luôn. Nó đúng chiều luôn. Nó đúng chiều luôn ha. Rồi mình cũng bỏ vô. Gạch đường ở chính giữa trước nè. Gạch đường ở chính giữa này giống như bên đó. Rồi bên này mình cũng gạch đường giữa ha. Nói chung mỗi miếng mình đều gạch miếng đường chính giữa hết. Để đúng vị trí hết nha. Rồi chỉ có cái là mình đặt cái rập mình lên nè. Ngay đường giữa nó ngay đường giữa. Đường phấn nó nè. Cưng thấy đường phấn không? Nhìn đường phấn thấy không? Yeah. Cái đường giữa nó ngay đường giữa rồi cưng cứ vẽ theo. Vẽ bằng bút chì cũng được hoặc là vẽ bằng phấn cũng được ha. Bút chì thì nó gọn. Còn nếu như mà mình mai cơm lê trắng thì mình không vẽ bút chì được nha. Mình mai cơm lê trắng thì mình phải vẽ bằng bằng phấn cho nó nhẹ, thiệt là nhẹ để mình mai xong mình giặt cho nó bay. Đó mình cứ vẽ vậy thì mỗi cái khuyên nó giống y nhau thôi. Rồi chị vẽ tiếp tục ha, một cái nữa. Rồi cái kia chị khỏi vẽ chừng nữa, chị sẽ làm một một số cái như vậy cho mấy đứa em nhìn thôi chứ không phải là làm hết nha, làm hết tất cả lâu lắm. Chị làm một cái cho hoàn thành luôn, còn mấy cái kia thì chị chỉ cho cái ứng dụng thôi. Rồi bây giờ tạm thời cái này thì cũng vẽ y nhưng mà để qua bên đây ha. Mấy cưng nhìn là biết rồi, vẽ nhiều quá nó lâu mất thời gian của mấy đứa. Rồi cái công tác chuẩn bị chữ đã xong rồi ha. Bây giờ bắt đầu. Bắt đầu thì bây giờ chị sẽ mổ một khuy ở trên. Rồi một khuy kế tiếp. Rồi còn hai cái khuy này thì cưng mổ y như hai cái khuy này là được ha. Để cho nó rút ngắn thời gian cho mấy đứa cưng dễ hiểu nha. Vậy cho nó nhanh để thôi là làm vòng vòng nó lâu lắm. Với lại làm vòng vòng nó mất thời gian của mấy đứa cưng nhiều ha. Bây giờ chị sẽ mai cái khuy đầu tiên đây. Thôi bây giờ chị mang cái trên cái cuối cùng đi. Cái trên với cái cuối cùng đi. Rồi hai cái giữa là giống y là được. Cái nào cũng được nhưng mà chị chọn cái cuối cùng đặng chị hướng dẫn cho hoàn thành cái khuy luôn. Đây, bây giờ trước tiên là mấy đứa cưng hãy đặt đường phấn ngay đường phấn. Đường phấn này nè, đường phấn ngang này nè, ngang đường phấn ngang giữa này, ngay với nhau. Nè, cái đầu ngay cái đầu. Nè, ngay đường phấn ngoài nè. Ha, ngay với nhau. Rồi, đường phấn này ngay đường phấn này. Rồi bắt đầu mình may. Mình may từ góc bên đây ngay chính xác đường phấn nha, ngay chính xác đường phấn luôn. May dày chút xíu nha, đừng may thưa nha. May thưa là nó sẽ không chính xác, tại may thưa cái mũi nó lố. Rồi mình lợi mối nha, lợi mối cho chính xác luôn. Rồi mình tiếp tục. Rồi mình quay ngang, may ngang đây. Hai mũi kim, may dày thì hai mũi kim, may mỏng là may thưa là một mũi kim nha. May dày thì hai mũi kim. Nói chung là mình đi đuôi ngang đó là mình không có làm góc vuông, mình quẹo ngang đó là hai mũi kim nhuyễn. Mũi kim lớn thì một mũi, mũi kim nhỏ thì hai mũi. Rồi mình may y như là phía trên kia. Rồi mình may cũng tới đường phấn, đánh dấu lợi mối.
Dễ không? Quá dễ luôn. Rồi đã xong, may xong rồi. Nè, cái đường phấn nó là đường may mình nó sẽ là như vậy nè. Nè ha, đường may của mình may xong nó sẽ là như vậy. Rồi chị may thêm cái nữa nha. Bốn cái này như nhau, tương lần lượt, tương may cái tiếp theo, tiếp theo, tiếp theo. Nhưng ở đây chị sẽ làm cái dưới này nè. Cái nào cũng vậy nhưng mà chị hướng làm cái này để cho hướng dẫn rằng chị dắt cho nó xong luôn. Rồi cũng đặt y như vậy, đường phấn đầu, ngay đường phấn đầu nè, một phân nè, ngay đường phấn đầu của mình nè. Rồi đường phấn trong, đường phấn thẳng, ngay đường phấn thẳng của mình nè. Đó, rồi xong là mình kê ngay xong. Mấy em không quen thì lượt nha. Lượt cho ngay rồi hả Mai. Còn không quen thì còn không ai không lượt thì ghim kim, nhưng mà ghim kim nó không bằng lượt đâu. Còn chị thì chị làm quen rồi cho nên chị làm dễ nha. Rồi mình cũng may y như bên kia. Rồi mình cũng xoay ngang, mình may hai mũi kim. Tại chị may ở đây là chị may chỉ có số 1,5 thôi, cho nên là chị may hai mũi kim ha. Rồi mình cũng may y vậy. Rồi mình đã may xong ha. Đường kim mình may xong rồi đây. Vô rồng nó hơi bị rối chỉ xíu rồi. Cắt chỉ cho gọn hết nha. Rồi tới công đoạn này là quan trọng nè ha. Bây giờ chị sẽ lấy bút chì chị đánh dấu ra cho mấy em dễ hình dung nha. Đây, bây giờ là đây, cái đường này là mình tạm thời mình chưa may nè, nhớ không? Cái đường này lúc nãy là mình chưa may nè. Yeah. Bây giờ là từ đường phấn ngang này cưng bỏ vô đây cho chị. Là cứng 5 ly. Bỏ tới đây nè, từ ngoài vô đây rồi. Cái này là khoảng 6 7 ly rồi. Ha, cỡ khoảng cứng 5 ly nha. Rồi cưng sẽ bấm ra ngoài đây, cưng bấm ra cái góc này. Bấm ra cái góc, đúng cái góc này luôn. Còn cái này thì cứ bấm qua tới cái góc này. Đây bắt đầu chị bấm đây. Mấy đứa cứ nhìn chị bấm ha. Đây là mình bấm một lớp trên một nè, một cái lớp trên này ha, kê kéo vô. Mình bấm thẳng lại đằng đẵng, bấm vừa đụng cái đường may của mình. Không đứt đường chỉ nha. Nè, bấm vừa tới đường chỉ. Yeah. Rồi, xong. Mình bắt bên kia mình cũng bấm ngược lại y như vậy, bắt ở ngoài mình bấm vô nè. Cũng đừng đứt đường chỉ nha. Nè, vừa gần tới đường chỉ, còn một ly nữa tới đường chỉ. Rồi bắt đầu mình hé lên, mình chỉ bấm lớp trên này nè. Nói chung là này bấm hai lớp luôn đó, nhưng mà chị cho bấm lớp trên trước đấy. Chị cho bấm hai lớp lượt đi, để bấm không mấy đứa cưng không. Giờ bắt đầu bấm phía dưới luôn này nha. Bấm một chút xíu chính giữa đi. Cho bấm hai lớp luôn. Rồi, cưng năm kéo cưng bấm mày hệt vậy nè. Dạ. Rồi ở ngoài đây cũng bấm ngược ra y như vậy, bấm tới dấu chị đánh dấu thôi nha, chứ không bấm tới ngoài nha. Nè, tới giờ đánh dấu bút chì nè. Dạ. Rồi. Rồi là cưng vậy, cưng dở cái miếng này lên đi, cưng bấm cái lớp dưới đừng bấm lớp trên, bấm lớp trên nó sẽ yếu nha. Cái đường chị vẽ mới thì nè, là cưng bấm nè. Chị quay về trái bấm chị vẽ thấy đường. Đây chị vẽ lại cho. Ha, mình bấm như vậy ha. Nhưng mà nhớ là cái này nè, chị vẽ đường bấm nhưng mà lúc nãy chị vẽ ngược đó, xin lỗi nha, chị vẽ ngược đó. Là cưng bấm bề thân áo chứ không bấm miếng này vừa lại nha. Dạ. Đây, bấm một lớp trên thân áo. Bấm hai lớp vẫn được chứ không có sao cả. Bấm hai lớp là chị nói, ý chị nói bấm hai lớp là hai lớp chính giữa này nè nha. Còn cái dấu nhấp thì chị bấm một lớp nha. Còn dấu nhấp này bấm hai lớp cũng không sao, nhưng mà nó yếu cái khuy của mình, nó không đẹp. Hồi đó chị học thì mấy cô cho chị bấm hai lớp, nhưng mà sau này chị cải tiến chị bấm một lớp đó, chị không chịu bấm hai lớp đó. Cho nên chị cứ quen cái cách mà mấy cô hướng dẫn chị hồi xưa là cứ đánh dấu gì hoài. Đây nè, phía trên là mình hoàn toàn còn bình thường nè, mình chỉ bấm phía dưới thôi. Rồi bây giờ bề mặt thì cưng đã thấy nè, chị test cái đường này đã làm hai rồi nè. Rồi còn phía dưới thì mình không có bấm test làm hai, mà mình chỉ bấm một cái trung tâm nhánh giữa, mình tia ra ba chỗ, ba góc. Rồi bắt đầu mình làm khuy đây. Bỏ xuống. Mình lộn bỏ xuống dưới, bỏ xuống về trái. Mình lộn bỏ xuống về trái. Nương tay nha, đừng có làm mạnh tay nha cưng. Nương tay. Đây nương tay. Cưng sẽ sắp lại. Cưng quay về mặt lên nha. Dễ lắm, không có khó. Nè, cưng sẽ bỏ cái góc này vô. Thấy không? Bỏ cái góc này vô nè, là hiện tại đã thành cái khuy rồi nè. Yeah. Nè, nhưng mà mình sửa lại nè ha. Mình sửa lại cái miếng này bẻ cho nó tới đường phấn nè. Thấy không? Bên này tới, bên kia còn chưa tới nè. Yeah.
rồi mình lùa bên kia mình bẻ xếp qua cho nó ngay cho tới đường bắn. Bấm một lớp như chị thì nó sẽ cái khuy mình nó sẽ chắc hơn, còn nếu bấm hai lớp thì cái khuy nó yếu hơn. Rồi mình chia ra hai bên cho đều, cứ nhìn thấy đều không ha. Rồi xong ha. Bây giờ nếu mấy em không quen mà nha, chị hướng dẫn cho mấy bạn mới nha. Chị là chị đặt lên chị may luôn. Chị đặt lên chị may luôn nha, chứ chị không có ghim kim ghim gì hết nha. Còn bây giờ chị hướng dẫn cho mấy bạn mới nè. Mới thì chị cho lược nè. Đây. Nè ha, mình xếp ngay rồi mình lược nè. Mình cứ léo ở bên này qua bên kia một mũi. Rồi mình cứ rút chỉ, mình cứ để cọng chỉ này bên đây này mình cầm lại. Rồi mình cứ tiếp tục y như vậy. Mình cứ khiếu hai miếng này nó dính lại. Mình quay bề mặt lên mình lược luôn à. Mấy đứa cưng đừng có mổ vô áo liền. Mổ thử mà giải dụng á, lấy giải dụng ra mổ thử đi. Nhưng mà lúc mà mổ thử á, là đừng có làm giải cùng màu giống như chị. Làm cái thân áo á, lụm miếng giải dụng làm thân áo màu khác, cái miếng khuy màu khác. Khi mình mổ lên là nó nổi lên, mình dễ nhìn thấy á. Còn nếu như mình may đồ cơm lê, mình pha phối á, thí dụ như cái bộ đồ này nè, là nếu như chị em mình chọn cái quần màu ghi như thế này, cái này màu ghi nhạt thôi nha. Mình chọn quần màu ghi, mình chọn cái áo màu trắng kem. Thì khi mình may cái quần màu ghi, cái áo màu trắng kem, thì khi mình mổ mổ khuy á, thì cái khuy sẽ là màu ghi, cái áo sẽ là màu trắng, nó rất là hợp với cái bộ đồ mình luôn ha. Còn đây chị chọn một màu. Rồi xong, chị đã lược xong ha, bây giờ mình may nè. Mình hé ngang nhẹ ngang, mình khóa cái đầu khuy, giống hệt như khóa đầu túi mổ thôi. Mấy chị em mà có theo dõi em hướng dẫn túi mổ rồi thì dễ lắm. Mình cứ khóa, đây chị đúng ra là không có, chị không có đánh dấu đường phấn gì cho nó dơ, nhưng mà tại đây mình hướng dẫn thì mình phải làm ha. Đó mình may băng ngang qua. Băng ngang qua từ cái dấu bấm bên này qua dấu bấm bên này. Bắt tự ngoài may luôn nha, không cần bắt tự ở trong. Làm sao mà mình dời tới cái dấu bấm nó ngay là được. Lợi mối. May ngang qua luôn. Tới dấu bấm lợi mối. Rồi xong này không cắt ra nha. Hé lên. Rồi hé lên là cưng lại mai giáp vòng cái tam giác đó cho chị. Nè mình nắm ngay cái góc này. Mình nắm ngay góc này mình nhặt nó lại. Nói chung mình sửa nó lại cho nó sắp lớp lại. Rồi mình mai theo cái đường, có đường mai cũ mình nè. Rồi mình mai theo. Lại mối nhẹ. Rồi xong. Mình lại xây một vòng, mình mai một vòng nữa. Tại vì còn một cái cạnh bên đây mình chưa may nè. Rồi xong ha. Chị may xong rồi. Chị sẽ cắt ra đây. Cắt ra đây ha, cái mình cắt từ đường phấn nè. Từ đường may của mình nè ha. Để chị rút chỉ lược luôn. Bây giờ là cái khuy mình đã hoàn thành rồi, mình không cần phải để chỉ lược nữa. Đây mình sẽ cắt từ đường phấn mình ra, mình bỏ ra 5 ly, mình tề lại cho nó gọn, bỏ ra 5 ly trở lại thôi nè, 5 ly. Rồi bên này cũng bỏ ra 5 ly. Rồi xong sẽ cắt cái góc bớt đi, mấy cái góc nhọn nhọn là nó tùm lum là cắt bớt đi. Rồi cái bề trái mình đó, thấy cái bề trái của cái khuy mình đó. Nhưng mà giờ là chưa hoàn thành cái khuy nha. Cái này mới hoàn thành có 70% thôi. Đây khi mình may xong mình gặp nó vô đây. Nè, rồi còn mình còn mang cái nẹp cổ lại nữa. Là cứ nhìn thấy cái khuy rõ không Phúc? Ha, đó cái khuy mình mổ xong nó sẽ như thế này. Rồi mình đơm nút lên gài nó rất là đẹp. Rồi bây giờ cái khuy này thì mình tạm thời mình tới đây là mình dừng ha. Còn ở đây thì mình may cho hoàn thành luôn nha. Làm cho hoàn thành cái khuy luôn, thành phẩm luôn để mấy bạn biết cái khuy là làm như thế nào. Chứ không phải là làm nhiêu là xong. Bao nhiêu đây là tại vì lát nó mình lượt vô thì cho nên nó bít về sao mình gài nút được ha, cho nên là mình phải làm cho thành phẩm cái khuy luôn. Tại vì trên đây nếu chị làm thì chị phải may cái cổ nữa, chị mới làm hoàn thành được, mà may cái cổ nó lâu, cho nên cái cổ mình để ngày hôm sau mình hãy làm. Bây giờ bắt đầu mình mổ cái khuy này, chị làm nhanh nha, cái này là chị không cần phải hướng dẫn kỹ hơn ha. Đây trước tiên mình mổ cái đường dài, đây mình mổ đường dài rồi lại mình bấm chút xíu trong thân áo, mình bấm rồi mình lách xuống luôn. Rồi quay bề trái lên. Chị làm nhanh lắm tại vì chị may quen. Chị lắp lên chị bấm một lớp nè. Chị lắp mũi kéo lên chị bấm một lớp nè. Ha, rồi chị không lược nha, chị may luôn nha. Chứ không có khó gì hết trơn, mấy đứa em đừng có nghĩ là cái này nó phức tạp, nó khó.
Tại chị hướng dẫn thì chị nói chậm 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 để cho mấy em dễ hình dung thôi, chứ thực sự cái huy này nó không có khó. Còn nhiều kiểu huy lắm nha, chứ không phải duy nhất có kiểu huy như vậy đâu. Cái huy này là cái huy tam giác, cái này là huy tam giác. Rồi có huy thì hình chữ nhật, có huy thì hình thoi ha, có rất nhiều cái dạng huy chứ không phải là chỉ có một huy kiểu này không. Đây, khi chị đã sắp lại, chị sửa lại ha, chị sửa lại xong rồi ha, cái huy mình nó đã hình thành cái dáng rồi, thì bây giờ chị kê lên chị may luôn, chứ chị không có cần phải lược nha. Cho nên mấy em mà theo cái kênh của chị á, mà học á, thì cứ an tâm, chị hướng dẫn từng ly một chứ không bao giờ mà chị làm dối. Tới đây mình có quyền mình chỉnh sửa lại, mình kiểm cho nó ngay rồi mình hãy may tiếp nha. Xong rồi mình lòn qua. Mình lòn lại mình cũng vẫn kiểm tra được, mình hé lên mình vẫn kiểm tra được cái nó đẹp hay chưa ha. Chị em nào thích cái huy nó mập thì cứ vẽ nó mập lên cái bảng, mỗi bên nó thay vì em vẽ một phân thì chị em mình vẽ một phân rưỡi thì nó sẽ mập hơn, nhìn cái huy nó sẽ mập hơn ha. Còn thích ốm thì mình vẽ dẹp lại chút xíu. Rồi em may đã xong ha, rồi cắt bỏ luôn đây. Cái này may đồ com lê đẹp lắm, mình phối lại đẹp lắm. Thí dụ như đồ com lê mình may bông sam đi, mình may bông sam ha, thì cái bông bông sam trên đây thì cái bông mình làm bằng cái phi, mình lật ra là nó bằng phi, còn cái nền giấy thì khác. Rồi mình mổ những cái khuy này nè bằng phi, nó rất là nổi luôn. Đây, bây giờ em sẽ lược một đoạn rồi em sẽ làm cho hoàn thành cái khuy luôn ha. Giả sử là mình cái áo này mình đã may xong đi, em làm cho xong cái khuy luôn để mai mốt mấy chị thực hành của thành thành phẩm luôn. Cái này mình đang giả bộ thôi nha, mình tưởng tượng là mình làm xong cái áo rồi. Giờ mình lược lai lên nè, mình lược lai là mình lược nẹp nút nè ha. Đây, mình lược cái nẹp nút của mình lên cái bề trái nè, nó ngay cái đường vằn của mình nè, cái nào bề trái thì cho nó lọt xuống bề trái, còn nhiêu nó nằm lại bề mặt. Này mình tưởng tượng thôi nha, rồi lát nó hai cái khuy này em sẽ mổ sau, để mổ một lượt nhiều cái quá sẽ không có thời gian. Rồi bây giờ mình xỏ chỉ để mình dắt, xỏ chỉ đôi ha. Rồi cái khuy này thì rất là dễ, cái khuy này nó có nhiều cách dắt lắm, nhưng mà ở đây mình hướng dẫn dắt cái kiểu đơn giản nhất. Bây giờ mình bấm cái khuy nè, bấm cái lớp bề trái nè, cái lớp bề trái này nè, nhưng mà giờ mình không có quay bề trái, mình quay bề mặt lên, mình quay bề mặt lên rồi mình hé lên mình bấm một chút xíu cho nó lủng thôi. Rồi mình sẽ đánh dấu đi, chị quen thì chị nhắm chừng chị bấm cái nó ngay, mấy bạn không quen ha. Đây, ở ngoài đầu vô nè một phân nè, mình đánh dấu vô một phân, rồi cái khuy của mình qua hai phân nè. Yeah. Thì mình đánh dấu qua hai phân vậy thôi à, chứ không có gì khó hết. Đây có hai cách để mình dắt, cách thứ nhất đó là mình dắt đường thẳng, cách thứ hai là mình dắt đường đường tam giác luôn. Chị cho dắt đường tam giác luôn nha, để cho nó, đây mình bấm tam giác ra, dắt tam giác nó hơi lâu hơn dắt đường thẳng, nhưng mà mình nó đẹp mắt, nhìn bề trái nó sẽ đẹp mắt. Rồi xong chị có cái mình bấm tam giác xong mình bỏ nó vô, lấy mũi kim mình dắt nó vô bề trái nè. Rồi bắt đầu mình xỏ kim vô trong đây, bắt đầu mình dắt thôi. Giấu mối chỉ đầu của mình, khóa chỉ này mình giấu vô, đừng cho nó lộ. Rồi mình sẽ gộp nó vô ha. Mình gộp nó vô và mình dắt từng mũi thôi. Dắt cái bề trái dính nè, cái kim này chỉ lấy bề trái thôi, miếng vải này thôi nha, đừng có lấy nó lọt lên bề mặt. Đừng có lấy nó lọt lên bề mặt này nha. Mình lấy trong bề trái. Đây rồi mình cứ dắt, mình cứ dắt cái độ nghiêng nó tới, dắt nghiêng gì nó tới tới dắt mũi cách mũi khoảng tầm 3 ly 5 ly là được, không cần dắt dày đâu nha, tại vì cái này chỉ là bề trái, chừng nữa mình gài lại nút nút lại cho nó gọn thôi. Rồi tới đây thì mình làm như cái thao tác mình làm khuy vậy đó,
nè mình xay mối chỉ, mình chéo mối chỉ nè, cái mình dắt một lớp ở trên thôi, một lớp nẹp thôi, khoảng 4 mũi kim này là trên nẹp thôi, nó không có dính tới cái phần dưới. Rồi mình xay qua bên đây cũng y như vậy, tém nó vô. Rồi ở cái đầu này mình cũng như làm khuy ra nha, mình chéo mối chỉ mình dắt cho nó đừng có bung, rồi mình khóa hai mối chỉ đó, rồi mình lại lại tém cái phần còn lại vô, rồi mình lại dắt ngang. Nói chung là mới làm, mấy bạn mới làm vô thì có thể cái đường dắt này nó sẽ hơi vụng về xíu, nhưng mà không sao nha, làm một hai lần nó sẽ đẹp thôi. Mình làm mình thử hai ba cái khuy bên ngoài là nó sẽ đẹp thôi. May cho mẹ của mình hoặc dì của mình á, may cho các bà mẹ mấy cái áo lẻ ha, mấy cái áo lẻ mà mặc rất là sang luôn, chứ đừng có may mà theo cái kiểu mà đồ nó kiểu như mà nhanh mà nó xe lai đồ mà lèo phèo quá nó rẻ tiền. Còn mình làm thủ công thì cái giá trị nó cao hơn, nhìn cái áo là biết cái công sức của mình nó nhiều mà nó khéo ha. Rồi xong, chị đã dắt khuy bề trái xong, đây chị cho xem bề trái đây, dắt bề trái xong rồi bề mặt, bề mặt đây. Rồi khi mình gài thì mình cứ cái nút mình cứ gài thôi. Rồi xong cái phi, hoàn thành cái phi rồi. Thì hôm nay chị hướng dẫn bao nhiêu đây ha? Rồi bắt đầu tiếp theo thì chị hướng dẫn cái công đoạn khác. Rồi mình kết thúc video luôn.